nhân phẩm đã ê ơi đó đúng rồi các bạn. Các bạn đến với kênh Tâm Lê Vlog, bữa nay mình lại làm thử thách nữa nha các bạn. Bữa giờ mình làm ẩm thực cũng 5-6 clip rồi, bữa nay mình sẽ làm thử thách cho mấy đứa em nữa nha các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mấy đứa hồi bữa hơi tối á, mình không có giới thiệu được kỹ á, rồi để giờ mình giới thiệu cho của mấy đứa mới á, gõ cho các bạn biết. Ở đây Tấn Hòa Long thì các bạn đều biết hết rồi nên mình không hỏi nữa nha các bạn. Rồi em cho biết các bạn biết em tên gì ở đâu đi. Yeah, em tên Hải, em năm nay 16 tuổi. Sở thích em là gì? Sở thích là phải kiếm tiền. Rồi, ok. Dạ, em tên Đạt, em đến từ Sài Gòn, em năm nay 16 tuổi, em sở thích em là đánh guitar. Rồi. Em tên Huy, em đến từ Bình Dương, em năm nay 16 tuổi, sở thích của em là Vũ Liên Minh. Rồi, ok. Bữa nay mình sẽ thử thách mấy đứa nha các bạn. Rồi, các bạn hãy đón xem mình thử thách mấy đứa là cái gì nha. Đấy lắm. Mày thử thách gì mà anh có cây tương ớt chứ mà tôi thích mày. Ừ. Anh quay gì? Em nghĩ chắc đợt này anh quay ăn cay quá. Kỳ này chắc cũng cay lắm á. Tại em lại muốn ăn cay. Ê, chứ không phải đâu. Tao nghĩ là anh thử thách là bốc thăm. Hồi nãy em mới nghe của anh là nó bốc thăm gì đó, nhưng mà để chai tương ớt thì làm tò mò chết luôn. Rồi có lẽ bốc thăm uống tương ớt hả? Hay hang 10 cái xúc xích chết luôn á. Trời ơi, tương ớt này mà hả, bốc thăm mà bắt uống tương ớt coi như là chiều nay mình đang xuất khỏi thế giới luôn. Quý Huy đây có rồi. Dạ. Dạ. Em nghĩ anh Tâm thì này thử thách gì? Luôn biết nữa. Dạ, thử thách gì với chai tương ớt này? Em không biết nữa. Quý không biết luôn à? Không sẽ ra luôn hả? Dạ không, còn xúc xích nữa nè. Ừ, anh cũng tò mò không chết nè. Giờ anh mua cho tương ớt có bịch xúc xích nhưng mà anh kêu em thử thách, không biết làm thử thách gì luôn. Không biết nãy giờ anh làm xong cho tao. Kỳ này nghe thử thách cả. Tò mò quá. Đứng. Không phải, anh đoán là anh làm cái bốc thăm thưởng là gì nè. Ví dụ như bốc thăm một hàng cây xúc xích đúng không? Mà bốc thăm anh để một chén mắm tôm, một chén nước tương, một chén tương ớt. Ví dụ bốc thăm, ví dụ mày bốc thăm ra mắm tôm á thì mày chấm mắm tôm, bốc thăm với tương ớt thì nào xui vô mắm tôm mới xui. Anh nãy nói là nhân phẩm mà, thì anh đoán là vậy á. Còn mày có suy nghĩ gì mới không? Thì theo em suy nghĩ thì kỳ này chắc ăn xúc xích cấp độ cay á, mà không biết bao nhiêu thôi. Là có nghĩa là ảnh để cái chén cấp độ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 vậy hả? Cái mình chấm vô mình bóc ra nhân phẩm này, chấm bóc kiểu đó đúng không? Ừ. Thì gớt nào ăn đó thôi chứ giờ mình, gớt mình... vô mắm tôm là coi như đi đai luôn á. Bây giờ cũng suy nghĩ thôi chứ cũng chưa biết chồng. Đi hỏi anh đi. Rồi, không chờ để các mấy đứa nó đợi nữa, mình sẽ tiết lộ thử thách nhân phẩm cho mấy đứa bữa nay nha. Nay mình sẽ thử thách nhân phẩm các bạn. Bữa trước là mình có thử thách Tấn Dữ Long, video trước là hộp gà nướng các bạn. Là Long là nướng trong khoang nó bị bể các bạn. Tấn là nướng nó sống các bạn. Rồi video hai thử thách là ăn người nào ăn trước 10 trứng hộp gà hộp vịt lộn các bạn, thì bữa đó thì Long thắng nha các bạn. Long thắng vậy chứ ăn hộp vịt lộn ghê các bạn, 7 phút 8 giây đúng không? Đúng rồi, quá ghê. Còn bữa nay là mình sẽ thử thách nhân phẩm nha các bạn, ai sẽ là người giỏi sẽ được ăn và người nào dở sẽ không được ăn nha các bạn, chứ không phải là thi đấu ăn đây nha các bạn. Giờ mình giới thiệu những cái thử thách nè. Ở đây nó có 10 cây xúc xích. 10 cây xúc xích này chắc mình phải cắt ra làm đôi nha các bạn, mới đủ người chơi chứ không sẽ chút nữa có người ăn, có người được ăn và có người không được ăn nha các bạn. Giờ thử thách của mình là như vậy nè.
là nó như vậy nè các bạn. Là cái chai nước là hả lên là nó đứng lại đợi người đó được ăn nha các bạn. Ngã là không được ăn nha các bạn. Rồi, bắt đầu mình sẽ bài trắng bài đen ra ai sẽ là người hải trước và ai sẽ là người hải sau nha. Ủa, cái này có chia anh? Hả? Cái này có chia cái đội không? Không, của ai nấy hỏi lấy ăn à. Rồi giờ mình có tâm chơi nữa nha các bạn. Rồi. Rồi anh không hỏi mọi người thắc mắc gì không hả? Rồi. Em cũng muốn thắc mắc gì không? Mình có chia đội ra không hay là đơn thân độc mã anh? À, cái này chơi đơn thân. Nói chung là ai hải đứng thì người đó ăn được nửa cây xúc xích. Rồi, anh thì anh tính để nguyên cây á, nếu mà nguyên cây thì chắc không có người không được ăn luôn á. Không? Rồi mấy đứa có nói gì không? Dạ, rồi ok chưa? Okay. Giờ mình sẽ bài trắng bài đen, người nào hả trước và người nào hả sau nha. Ok. Rồi ok. Rồi. Rồi. 1 2 3. Rồi hai đen ra trước. Hai đen tính win tù xì, ai đi trước. Rồi. Thôi trước thắng trước. Thì thắng ta đi trước chứ. Rồi, bốn anh em mình tiếp. Thầy bốn anh em kìa. Rồi, bài trắng bài đen. Đen. Được, đen. 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 Rồi, đây đây đi ba nè. Rồi, đây thứ ba. Rồi, đợi đi bạn. Đen. Rồi đi. Chú xây, chú xây, chú xây. Rồi, đi chấp. Rồi. Rồi Tấn. Ủa ta em bị thương có được hỗ trợ gì không anh? Không em. Rồi ok. Để được ăn nửa cây em. Cắt cái nửa cây. Chơi ăn hợp phẩm này rất là vui nha các bạn. Có người được ăn, có người không được ăn nha các bạn. Rồi. Rồi mời các bạn ra em đưa qua cho mấy đó hèm chay em. Rồi cảm giác ra em. À, rồi tiếp đi. Tới ai? Giờ ví dụ mày người màu hải á mà đứng như vậy nè là được hải nữa không? Hay là muốn qua vòng? Ý kiến của mấy đứa? Muốn chơi máu không? Hải nữa. Là hải đứng là hải nữa. Dạ. Rồi ok. Máu rồi cho máu luôn. À rồi ok. Wow. Rồi. Rồi ok. Có hủ không? Mấy rồi. À. Đúng chấm tương hả? Rồi ok. Rồi tiếp. Từ từ từ. Chị chơi. Ok, giờ tới Tâm Hải nha các bạn. Cái này là trò này là cũng đợt hot lắm nha các bạn. Hải là đợt mấy đứa nhỏ nó đánh đầu nhau dễ mắc lòng anh em lắm các bạn. Nên là mình chơi nhân vật ăn uống thôi nha các bạn. Rồi. Quay mặt. À, rồi xuống quay. Wow. Để ăn nhé các bạn. Dạ. Rồi ăn đi em. Đúng đời thì chứ. Bà hơi là mẹ khổ. Chúc ra mua thịt không ghi. Dạ, mời mọi người. À. Bye em. Trời ơi, con Tấn nó chảy miếng rồi bạn. Với thằng Long rồi bạn. Trời ơi, coi cay cú rồi. Mặt đó nè. Coi đây rồi. Đúng nhân họ luôn à. Được ghét rồi. Nhai nuốt đi. Mới thấy nhân phẩm gì. Hải hay là nhân phẩm chứ là gì. Thôi mai nó đi về luôn. Sao Tấn? Một cái nó đi về luôn. Game này sao em? À, game này em nắm em làm lan đạn không? Nó nhân phẩm cao.
còn lông bịt mặt nãy giờ đó không được ăn các bạn. Rồi ok các bạn, để đạt hỏi nữa các bạn. Ai nhân phẩm ở đây nè. Trời ơi ngon lắm bạn ơi. Mẹ đới ra. Ai út đó ơi. Tao đó. Nè. Tụi bay tao ai quay hoài vậy? Tụi bay lúc chạy lúc biến không biết. Rồi qua lát đến đi chạy. Chơi này đúng chọc hèm hay có mấy trời. Rồi rồi mình qua hải cái nữa nha. Nè mà chơi xài xài chấm muối chắc chết luôn. Rồi 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 chắc no quá bạn ơi. Trời ơi đúng không? Mệt bạn không? Chắc hả cái nữa quá. Không ăn là không được. Biết cái gì? Ghê đó. Hắn trần hay kệ hắn trần hay gái không các bạn? Thấy cái gái ghê không? Không có gì mày không đâu nữa. Xin mời các bạn nha. Kìa. Mời anh em. Mời Long kìa. Nằm như cá mòi bạn. Quải mẹ mày chứ. Rồi, thích nó đứng Hải nữa kìa. Không. Đến ngay hết anh Hải được nửa tô. Rồi ok. Xịt, cái này xịt rồi. Quả này mình xịt quá, mình chưa ăn được miếng nào đâu mọi người. Hồi nữa mình về mình ăn hủ tiếu mì. Đứng lại được đi các bạn. Các bạn đứng à. Đúng láo luôn rồi. Mời bạn với mình. Em mời mọi người. Mời mời anh em nha. Em mời. Em trái miếng ra chưa được ăn miếng nào hết bạn. Quả là ăn thứ nhân phẩm thì quá yếu mà. Rớt 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 quá. Toàn anh tôi. Mình phải hạ quả mọi người. Ngay chưa hết nữa nè. Hồi nãy là mai là mình cắt ra nửa cây rồi, để cây là chắc.
các bạn, em nhai chưa hết luôn á mà em rất là buồn cho Long. Người thì em no lắm luôn nè. Mình đi các bạn. Nhân phẩm là đây nè các bạn. Rất luôn. Có cái đó chưa ăn được. Ngon quá bạn. Làm phát nữa để xài rồi. Thế chứ cái thử thách này là mình không có tiết lộ ra hết các bạn. Tại vì cái này á mà tiết lộ là nhà tập. Tới tập là không ai trả lại luôn á. Tập anh mua thêm 10 bịch nữa. Mà mình không có tập luôn nha các bạn. Em no quá. Có lâu với Khải là vừa. Thầy đại ơi, đại luôn, đại lâu vô. Ghê không? Khải khoét bột nó đứng luôn các bạn. Thấy xíu luôn á mọi người. Trời ơi, coi kìa. Khải được kìa, cơ mặt kìa. Em giác luôn chứ anh hấp luôn. Nãy giờ mình rất là kì. Mình ăn đi mọi người. Gì nữa thì tốt đi. Mời mọi người ăn nha. Ăn chờ. Để bên, dính tiếp. Từ ngày phải cái gương mặt đây bạn. Bạn nha. Cô là bên da. Nụ. Ghê ghê ghê. Thôi ra đừng. Nghĩ chết đi được. Mới á. Đấy, những gương mặt rồi các bạn. Trời ơi. Đây là gồ nha mọi người, gồ nhập. Hôm nay rất là gồ. Trời ơi, nãy giờ mình ăn 2 cây rồi các bạn. Nghe đứa. Gương mặt chưa nè. Cái quả này anh trúng cho mày ăn phải cho biết mùi. Anh còn có rất là nhiều thử thách nhân phẩm nữa. Mấy đứa từ từ đón nha. Tiếp nè. Ba cảm giác đầu tiên. Cảm giác khi được ăn như thế nào em? Ồ, vui lắm anh. Nhìn em. Ăn bó luôn rồi. Cái này là mình mua ít để cho mấy đứa nó có cái động lực để nó chơi cho nó. Tiếp này. Nó có đứa ăn rồi có đứa không ăn mới vui các bạn. Này là hợp gọi là hồi tới cảm kẹt rồi bạn. Chút nữa là 4 cái làm hết đó luôn rồi. Mấy em. Mở bạn nha. Ok bạn. Đây, gáy thấy chưa? Thời tao tới là gáy giấy gì. Quá ghê, quá ghê. Nghe nói không? Nghe nói nha. Này, hát bài với tình hiệu ghét. Đứng kế tao này.
nhân phẩm đã ê ơi đó 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 quá ghê luôn các bạn, đẹp đẹp mọi người ơi, mời các bạn rồi còn cây cuối cùng nha các bạn, có người không được ăn luôn nè, không gì đâu có mang còn mà chưa có lông nốt rồi đâu rồi phải ăn hết rồi hả ngon quá cái tự giờ luôn quá ghê các bạn ơi là ba cái vô chỗ à nó mà không đẹp quá tôi ăn đâu ngưỡng rồi xong luôn các bạn bỏ người chiến thắng rồi bạn, quá ghê rồi ăn luôn rồi. Nay mình gặp đối thủ ngang tầm rồi nè các bạn, bé đạt ăn được mấy cây em? Dạ em ăn được 4 cây em. Huy, dạ em ăn được có 1 cây rồi. Hải, dạ, em ăn được 1 cây. Ừ, em ăn nhiều quá không nhớ. Nhiều là mấy cây. Nó dở thì em ăn được 3 khúc á anh. 3 khúc à, em tứ. À, đúng rồi. Em ăn được mấy cây? Nhím. Lâu nay em buồn các bạn. Lâu nay em buồn. À, mình ăn hình như chắc 2 cây rưỡi. Thôi mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Các bạn thấy video mình hay hay cho mình một like, một đăng ký kênh. À, chào tạm biệt các bạn. Hãy đón xem thử thách nhân phẩm phần 2 nha các bạn.